Thanh kính chào quý vị đang theo dõi kênh tin tức 24 giờ của Sài Gòn Live TV. Bây giờ mời quý vị cùng theo dõi những thông tin chi tiết. Người chồng giết vợ và hai người phụ nữ hàng xóm ở Khánh Hòa. Do xảy ra mâu thuẫn, người chồng là Phan Danh Hát đã sát hại vợ mình, sau đó một người cháu sinh năm 2004 và một hàng xóm vào ngăn cản cũng bị đối tượng xuống tay. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 5 giờ ngày 2 tháng 6, do xảy ra mâu thuẫn cãi vã chuyện tiền bạc, người chồng là Phan Danh Hát sinh năm 1986 đã sát hại vợ mình là Lý Thờ Thờ Vờ sinh năm 1986. Trong khi xảy ra xô xát, người cháu sinh năm 2004 và hàng xóm tên T đã vào ngăn cản cũng bị đối tượng sát hại. Sau khi gây án, Phan Danh Hát đã bỏ trốn. Tại hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng là căn nhà cấp 4 nằm ở khu đông dân cư. Hay tin vụ án nghiêm trọng xảy ra, nhiều người hiếu kỳ vây kín khu vực, theo dõi lực lượng chức năng tỉnh Khánh Hòa khám nghiệm. Đến hơn 10 giờ sáng ngày 2 tháng 6, Công an tỉnh Khánh Hòa cùng các đơn vị liên quan vẫn đang phong tỏa khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai người liên quan để làm rõ vụ án. Ba người tử vong tại xã Diên Xuân, huyện Diên Khánh. Hiện cơ quan chức năng đã phong tỏa hiện trường, đồng thời tiến hành truy bắt đối tượng Hát. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi kênh tin tức 24 giờ của Sài Gòn Live TV. Bây giờ Thanh Thanh xin chào và hẹn gặp lại.